chào quý anh chị em và các bạn chào cả nhà thân yêu Hôm nay mình làm đoạn video clip này để chia sẻ về cái công tác phòng tránh bão lụt à, và bản thân gia đình à, nơi quê hương mình đang sinh sống tại Quảng Ngãi nha các bạn. Thì à, lúc này là 4 giờ 35 phút của ngày 26 tháng 9 năm 2022. Tại nơi à, mình à, sinh à, hoạt à, thì à, lúc này trời không có mưa. Như hôm qua là ngày 25 tháng 9 năm 2022. Đó, là thời tiết khu vực mình ở là trời quang mây tạnh, nắng ấm, đẹp lắm nghe các bạn. Ban đêm thì được ngắm sao trời. Mà cái cái màu trời thấy nó cao vời vời đó, đó là cái màu trời chết chóc và tan thương là bởi vì à, cái cơn bão số 4 này nó quá mạnh đi cho nên là nó hút hết cái hoàn lưu của nó <laughs> nó hút hết vào cái tâm bão kể cả mưa à, kể cả là mây chính vì lẽ đó mà trời quang mây tạnh cho nên là có một số người dân người ta rất chủ quan cứ nghĩ à, trời nó yên áng như vậy cho nên là chủ quan về cái công tác mà chèn chống nhà cửa. Còn tại địa phương mình thì uh, ban chỉ đạo của tỉnh cũng đã chỉ đạo cho các uh, địa phương, uh, các sở ban ngành trên địa bàn toàn tỉnh thì coi như là ra quân uh, giúp nhân dân để chèn chống nhà cửa, đồng thời nữa là uh, cắt những cành cây, những cái cây, uh, cây uh, lớn và neo. À, các cái bến thuyền, đó, rồi à, tháo gỡ các cái à, bảng hiệu, pano, bản những cái tấm quảng cáo lớn đang ngang các bạn. thì à, ở Quảng Ngãi thì có khu khu vực à, đảo Lý Sơn là cái khu vực trọng điểm à, trọng tâm của cái cơn bão này. chính vì lẽ đó mà hôm qua là cái lực lượng à, bộ đội, công an rồi cảnh sát biển đồng loạt ra quân là giúp nhân dân neo đậu bến thuyền rồi là chèn sống nhà cửa cho bà con ngư dân nghe các bạn còn đây là những bao cát do bé minh khuê con gái của mình vào cát cho mình để mình đem lên mái nhà thì cháu nó không biết cháu nó vô những cái bao nó cũng quá nhiều đi cho nên là mình lôi lên hơi bị vất vả. Quá vất vả luôn. Đó. Thì hôm qua nghỉ được một ngày ở nhà rồi chèn trống cây cối rồi hoa lời rồi đó. Rồi mấy trái mướp rồi đây. Đó. Thì thì các bạn để ý là cái cơn bão này là mình thấy có một cái điều lạ là khi mà nó vượt qua đảo Luzon của Philippines thì nó thẳng hướng à, theo hướng tây tây bắc rồi nó đảo một chút là về tây tây nam và đi thẳng một 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 đường thẳng là nó đâm vào khu vực à, miền trung nó từ Quảng trị mà vào đến Bình Định kể cả Tây Nguyên ngay các bạn thì uh, sáng nay là ngày 26 tháng 9 uh, vào lúc 7 giờ uh, là cái, cái cơn bão số 4 này tiếp tục mạnh lên và di chuyển uh, siêu tốc đi rất nhanh nghe các bạn. Và nó uh, cách uh, đảo Hoàng Sa là như vậy là 720 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 dạch cấp 14 à, với uh, sức gió là 118 đến 133 km một giờ đó và nó có hướng là tăng chứ không giảm ừ. thì đến uh, 7 giờ của ngày 27 á, thì tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam Sức gió mạnh nhất gần tâm bão là cấp 13, giật cấp 16, vận tốc gió là 134 đến 149 km trên 1 giờ. Đến 7 giờ của ngày 28 tháng 9 thì tâm bão nó nằm trên khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16. Vận tốc 134 đến 166 km một giờ đó, Thì như vậy là cái rủi ro Và cái tàn phá Của cái cơn bão này nó sẽ diễn biến và xảy ra Rất gì là nặng nề đó nghe các bạn Đối với miền Trung Nơi quê hương mình Thì à, đến à, 7 giờ của ngày 29 là vị trí à, trung tâm, à, lúc này là nó giảm cấp, là nó thành một cái vùng áp thấp và gây mưa. À, thì à, lúc này là gió chỉ còn có à, cấp 6, vận tốc thì đạt là 39 km một giờ. Đó, thì lúc này là cái uh, nguy cơ mà tác hại của gió thì không không đáng kể nhưng mà sau khi bão là cái nguy cơ các hồ sông suối rồi uh, nước biển uh, dâng cao ở ven bờ uh, mà nhất là các cái vùng trũng thấp là nguy cơ bị ngập và bị cô lập cao nghe các bạn Bắt đầu từ sáng sớm của ngày 28 tháng 9, khu vực ven biển là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định sẽ có tác động của gió là cấp 9 đến cấp 10, vùng gần tâm bão là cấp 12 đến 13, giật cấp 14, 15. Đó là vùng ven biển ngang các bạn, còn các cái khu vực sâu hơn trong đất liền thì có gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 12 đến 13. Và khu vực Con Tôm, Gia Lai thì trong cái ngày 28 tháng 9 là có gió mạnh cấp 6 rồi đến cấp 7, cấp 8. Có nơi là cấp 9, dập cấp 11. Các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định chịu rủi ro cấp 4. Cấp rủi ro rất lớn chỉ sau cấp thảm họa. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Con Tôm, Gia Lai chiều rủi ro cấp 3, cấp rủi ro lớn. Thì trên đây là mình cũng cái nội dung mình chia sẻ nói về cái cơn bão số 4. Thì những diễn biến sau khi bão đi qua có gì mới mình sẽ làm một video clip chia sẻ đến với các bạn. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại ở video clip sau. Thân ái chào các bạn.